Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ trao truyền cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 81. Giờ này là sáng ngày 17 tháng 7 năm 2021, 9 giờ sáng tại thủ đô Hoa Kỳ, là 20 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay chúng ta qua một cái chương mới, đó là chương thứ 40, và có cái tựa đề là Trọn vẹn cả thân tâm. Chúng ta làm thế nào để cho nó được trọn vẹn cả thân và tâm? Đó là vấn đề tu tập. Cái điều tôi xin vài phút để nhắc nhở cho toàn thể đại chúng, nhất là những vị đang ở quê nhà. Đang lúc này thì dịch bệnh nó tràn lan và ngày một gia tăng, không riêng tại Sài Gòn mà tất cả các tỉnh thành. Thành ra vì vậy chúng tôi dù ở tại nơi cách nửa vòng trái đất, nhưng mà luôn luôn có cái tâm hướng về cầu nguyện cho đồng bào, cho mọi người tại nơi quê hương mình. Không riêng gì quê hương chúng ta, Việt Nam chúng ta, mà các nước, kể cả Hoa Kỳ bây giờ cũng đang cái tình hình dịch bệnh nó cũng đang nhom nhem diễn biến trở lại. Dầu rằng cái sự mà vaccine đầy đủ, nhưng mà có người thì chích ngừa, có người thì họ không có chịu chích. Chẳng hạn như tôi vậy, hôm rồi tôi cũng không có chịu chích. Sau này vì các Phật tử đến thăm viếng, cho nên mà nếu như mình không chích thì người ta e ngại, cho nên buộc lòng phải đi chích ngừa. Nói chung vậy, vì cái sự tự do mà. Thật ra bây giờ tình hình dịch bệnh nó diễn biến, hơn nữa là nghe nói cái dịch bệnh kỳ này đó, cái con vi khuẩn kỳ này nó còn mạnh hơn con vi khuẩn trước, thậm chí cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm nữa cả. Cho nên thấy vậy, đây là một cái nỗi cũng lo, mà nhất là lo sợ cho những người người ta đang khó khăn, ta lo ngại đủ điều, mình thương tâm như thế. Nói vậy chứ ai ai cũng sợ chết. Cái gì quý đệ biết là ai cũng sợ chết. Như chúng tôi tu vậy chứ cũng sợ, thà chừng nào chết chết, chứ còn kiểu mà sống trong tình trạng lo sợ khổ lắm. Mà chư huynh đệ cũng biết rồi, cái câu Ôn Như Hậu Như Thiều nói mà tôi thường hay nhắc đi nhắc lại đó: giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, và giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa đó. Nói vì vậy mà luôn luôn mình gửi cái năng lượng lành, mình hướng điềm lành đến cho đồng bào quê nhà. Và khổ nhất thì cũng không ai ngoài những người dân đen, những người nghèo. Với tinh thần đạo Phật thì kêu gọi lá lành đùm lá rách. Mà bây giờ thì các vị biết bệnh tật thì đâu có nói là đùm là bọc được. Nghèo đói thì chúng ta có thể chia sẻ được 5-3 kg gạo, 5-3 gói mì, 5-3 đồng, 5-3 cọc. Còn bệnh tật, mà nhất là bệnh tật cái tình trạng gọi là dịch bệnh mà nguy hiểm như thế này, rất thương một số người, tôi xin nói là một số thôi, ở Sài Gòn nghe nói là bây giờ họ có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng bây giờ mình giúp đỡ biết đâu mà giúp đỡ, làm sao mà giúp đỡ,
Đó thành ra tôi nói giờ mình bây giờ các vị thấy giờ có tiền cũng không biết làm sao giúp đỡ, mà giúp đỡ cách nào, cách nào mà cho hết cho đủ. Những người thật sự khó khăn thì mình khó có thể tiếp cận được, còn những người mà cần kiếp thì lại khó có thể ra ngoài nhận được. Đây là một cái mối đại họa, một cái nó tai họa rất lớn cho chúng sinh, trong đó có con người chúng ta. Vậy mà hàng đêm dầu tụng kinh như thế nào, tôi cũng luôn đem cái tâm cầu nguyện chung. Dù rằng tôi giảng pháp, tôi nói là nghiệp ai nấy gánh, nó cầu nguyện được, nhưng mà ít nhiều mình cũng gửi cái tâm lành của mình, cái năng lượng lành của mình, đó là một điều rất là tốt. Và tất cả Phật tử ở tại quê nhà, các vị nên nhớ, trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta càng vững cái tâm, giữ vững cái chánh niệm. Chúng ta thường xuyên thiền tập, thiền hành là đi trong nhà, đi trong vườn của mình, hít thở không khí trong lành, tĩnh tọa, cố gắng việc tiếp xúc. Đây là cũng là một cái cơ hội, nếu chúng ta biết được thì đây là cơ hội để chúng ta tu. Thừa dịp này thì Phật tử bổn đạo chúng ta tu, các vị thấy đâu có bao giờ mà chúng ta được hưởng cái sự yên lành như lúc này, không có khói xe, không có bụi bặm, mà cây cối nó xanh tươi trở lại, các loại thú vật nó bắt đầu nó dám ra bên ngoài. Thành ra như vậy các vị thấy là cũng là may mắn, và chỉ còn mong là các vị nhiều người cố gắng vượt qua, kháng thể được vượt qua, không có chết chóc. Còn nếu như bệnh tật thì sớm vượt qua, đó là điều mong mỏi của một người con người. Con người xin gửi đến cái niềm chia sẻ thiết tha. Cho nên quý Phật tử ráng, lúc này là chúng ta nên thiền tập nhiều, thiền tập nhiều để chúng ta có những cái năng lượng lành. Chúng ta có những cái vừa là thiền tập để cho nó an bằng cái thân tâm cho chính mình, cũng là vừa để chúng ta bớt cái lo âu sợ hãi và đem những cái điều không tốt lành đến cho người. Đây là cái lời tôi xin chia sẻ như vậy. Bữa nay mình học cái bài Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương thứ 40, mà có tựa đề là chúng tôi đặt ra, đó là trọn vẹn cả thân tâm. Để nói lên người tu chúng ta hành đạo mà thân hành đạo mà tâm không hành đạo thì cũng giống như con trâu xe lúa đi vòng vòng, có nghĩa là không đi tới đâu cả. Lại Phật tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, vân vân đủ thứ, nhưng mà tâm buông lung, không có ý thức tu tập gì, nên không chuyển hóa được được tâm và an lạc giải thoát bây giờ không có mặt. Chúng ta đi vào phần kinh văn, Đức Phật dạy: Phật ngôn Sa môn, hành đạo vô như ma ngưu, thân tuy hành đạo, tâm đạo rất bất hành, tâm đạo nhật hành, hà dụng hành đạo. 6 câu, mỗi câu 4 chữ, 6 câu như cái bài này 24 chữ, 24 chữ cộng với 2 chữ Phật ngôn là 26 chữ, mà tuy nó ngắn như vậy mà nó hàm hàm xúc một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Đức Phật dạy Sa môn tu tập đừng như con trâu kéo tre, thân tuy tu tập mà tâm không tu tập, thân tuy hành đạo mà tâm không hành đạo. Tâm nếu tu tập thì đâu cần phải thân tu tập. Đó là Đức Phật dạy như vậy. Như vậy ở chỗ này thì chính yếu là tu tập cái tâm, mà tuy nhiên
chúng ta cũng đừng nghĩ rằng không cần hình thức. Tập chúng ta tu tập một cách nghiêm túc thì những cái khổ hạnh, những cái ép sát không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên cái phẩm chất an bình, tịnh lạc bên trong nó tràn đầy tỏa hương mà không cần biểu hiện ra hình thức. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ là đoạn kinh này Đức Phật dạy là đệ tử của Phật phải sống trọn vẹn cả thân và tâm. Như vậy người tu tập chúng ta trước mắt là phải cần hiểu cái nghĩa lý. Cần hiểu nghĩa lý vì chính nghĩa lý đó, vì chính có cái lý giải hiểu nghĩa rồi đó thì khởi sự tu hành mới là chánh hạnh. Cho nên nhiều người tu hành không cần học đạo, đi tụng kinh là đủ, là sai. Đó là những người vô tình làm cho mình mất đi cái tấm lòng đối với chánh pháp của Như Lai, mất đi cái niềm tin đối với chánh pháp Như Lai. Cái pháp Như Lai không phải nói ra để cho quý vị ngồi tụng, mà chánh pháp Như Lai là con nay ngã kim phát tâm, con nay phát tâm mà thọ trì đọc tụng. Đã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Con nghe, con thấy, con xin thọ trì để con nguyện hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Thế thì ở trong này nó chỉ có nói hai chữ là thân và tâm thôi. Nhưng mà thật sự hai nhưng mà lại ba. Bởi vì thân trong nó có cái khẩu ở trong đó. Nó thân khẩu ý là ba nghiệp, nhưng mà nó chia làm hai phần. Thân và khẩu nó thuộc một phần, và ý hay là tâm nó thuộc một phần. Hiện nay chúng ta tu hành, chúng ta lễ bái, tọa thiền vân vân, ấy là gọi là thân hành đạo. Niệm Phật tụng kinh đó là miệng hành đạo. Nhưng mà thân miệng hành động mà tâm chẳng tương ưng thì chỉ là hư dối mà thôi, hư thuyết mà thôi. Vì vậy mà nếu như thân khẩu hành động mà tâm chẳng tương ưng thì cũng chỉ là hư dối. Nên chương thứ 40 này nói rằng cái việc tu hành phải lấy tâm làm chủ yếu. Tâm làm chủ yếu bởi vì tâm giới chi trung, dĩ tâm di chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Trong cái cuộc đời gọi là nhà trải tâm giới này thì tâm giới di tâm dĩ tâm giới chi trung, dĩ tâm di chủ. Trong cái tâm giới này lấy cái tâm làm chủ. Nếu mà ai quán chiếu được cái tâm thì người đó giải thoát, ai không quán chiếu được cái tâm thì người đó gọi là trầm luân. Vì vậy mà đó là việc tu hành lấy tâm làm chủ yếu. Nếu mà không như vậy đó thì khác nào như con trâu chỉ kéo che, bị người ta lấy vải bịt bắt, tuy đường mà mờ mịt chẳng biết đi đâu. Và như thế thì cứ đi mãi mà thôi, cứ như thế. Nhưng mà nói con trâu thì bây giờ nó hơi hơi khó hiểu một chút. Tôi nghĩ thầy Đức Phật sẽ không đem cái chuyện mà vấn đề con ngựa chạy đường dài với, chứ còn thật sự mình coi như con ngựa đi. Mà cái bài này nó gần gũi, nó thiết thực với người Á Đông, cho nên các vị cũng đừng nói là bài này Phật nói hay Phật không nói. Không ạ. Chư tổ được quyền soạn lục và những cái văn tự, những cái thí dụ nó gần gũi, nó thiết thực với cái sở hiện tại thì không sai ý Phật. Con ngựa mà kéo xe thì các vị thấy hai bên ngựa là ta bịt con mắt nó vậy nè, bịt mắt nó để cho nó không có liếc qua liếc lại, nó chỉ có lọc cầu nó chạy thẳng được. Người ta cái giật dây, người ta giật tới đâu thì hãy giật thì nó
biết giật như thế này thì nó biết rẽ trái rẽ phải, giật như thế này thì nó biết rẽ trái, và trong miền Nam mình gọi là quẹo phải quẹo trái, miền Bắc là rẽ trái phải rẽ trái. Còn mắt của nó là bịt lại, bịt thẳng chứ nó không cho nó nhìn tùm lum hai bên được. Còn nói cái kiểu này nữa đó thì con trâu á thì ít ai mà thấy con trâu nó chở người đi, ít lắm, vì con trâu nó đi chậm. Nhưng mà có thể nói con trâu á thì theo cái truyền thống của người Á Đông mình á, thì con trâu là nó quay cái bồ xay lúa, cái cối xay lúa khác nhau. Hồi xưa ở nhà quê nó có cái cối xay lúa lớn mà con người mình đẩy nó không nổi, phải nhờ con trâu nó xay lúa, rồi thậm chí con trâu nó đập lúa. Họ nhớ tôi còn nhỏ đó thì để một đống lúa vậy đó để cho dắt con trâu cho đi trên đó, nó đi trên đó, nó đi vòng 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 để nó đạp cho lúa rớt ra. Nó rớt ra rồi mình vũ rơm nó, rồi mình lấy lúa đó mình phơi. Thì thành ra cho nên nó Đức Phật dạy đó, người tu hành mà nếu như mà tâm miệng tâm không tu mà chỉ có tu tu miệng tu ý không á, thì giống như con trâu kéo tre vậy. Giờ nó làm việc cực nhọc như vậy nhưng mà của cải tài sản của nó đóng góp, nhưng mà chủ nó thọ hưởng. Thậm chí mà nó chịu cực khổ trăm bề. Người tu mà ăn khổ hạnh ép sát rồi coi như là ăn ngàn bữa đồ chưa hẳn. Như bây giờ bệnh Covid, bây giờ nè bệnh Covid tràn lan thì đề nghị là chúng ta ăn ngàn bữa được, nhất là mấy vị tăng ni ở Việt Nam hay là Phật tử Việt Nam, chúng ta cố gắng nhường cái phần cơm lại cho những người đói ăn đi, bớt đi phần nào thì cái điều tốt. Mình tu gọi là mình tư thực và thiền nghĩ thực. Còn hồi thời của chúng ta, cái thời Đức Phật á, thì các vị ngàn bữa, bởi vì cái thời đó nó còn nhiều cái khó khăn. Còn ngày nay á, thì lúa ruộng nhiều quá, nhất là bên Mỹ này, bây giờ là gọi là chết vì no chứ không chết vì đói. Thậm chí như tôi đã thường nói là một cái thành phố, ở Mỹ là giống như là ở quê mình là một cái xã đó, ở Sài Gòn một cái phường, rồi bên Mỹ gọi là city, thành phố, rồi cái quận thì bên Mỹ cũng gọi là quận quận hạt, vân vân. Thì các quý đại biết là một cái city, một thành phố nhỏ như vậy mà một một tuần lễ người ta có thể phát 3 4 lần quà, ai muốn nhận tới đó là nhận. Vì vậy mà đâu có gì thiếu kém đâu, chết gì no. Thì trở lại cái vấn đề của chúng ta tu hành cũng như vậy, nếu như mà chúng ta chỉ tu cái thân cái miệng không á, mà cái ý không tu á, thì nó không có đem lại cái sự lợi lạc kết quả gì hết. Cho nên đoạn kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải sống sống sao cho trọn vẹn, sống sao cho nó cân bằng giữa thân và tâm. Thì nội dung cái bài này chia sẻ ra nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là từ nhân quả nó thúc giục, nó thúc đẩy chúng ta để thọ hình hài thân mới này, là thân gọi là từ nhân quả và biểu hiện là thân tâm. Cái thứ hai nữa đó là thân và tâm á, nó là biểu hiện qua cái tiến trình tu. Và thân tâm á, làm sao mà cho nó nhất như đó, đó là cái điều mà hành giả cần quan trọng. Đó là con đường chứng nghiệm nhất như, được sự thực tập ở trong tâm. Như vậy thì bữa nay tôi chỉ chia sẻ cho đại chúng về cái con đường thực tập chứng nghiệm thân tâm, làm sao cho nó được bổ túc với nhau, nó mật thiết với nhau, nó đầy đủ, nó hoàn hảo lẫn nhau.
Có hai yếu tố để chúng ta nói việc này, đó là thứ nhất là chúng ta nói về con người thì tướng từ tâm sinh. Tức là tâm thức biểu hiện nên hình hài. Đó là kết quả tất nhiên của nghiệp quá khứ. Nên điều kiện, còn hoàn cảnh của chúng ta cũng là một biểu hiện của tâm thức. Tâm thức ta thế nào thì chiêu cảm với những người xung quanh ta đến với ta đều như thế ấy. Thí dụ như tâm thức tôi mà thích học văn thơ thì những người đến với tôi phải là những nhà thơ, những nhà mà gọi là có một cái chất văn học hiểu biết đó. Còn nếu như tôi mà thích hội họa thì những người bạn bè đến với tôi đa phần là những thầy hội họa, vân vân. Như vậy thì kết quả tất nhiên là của nghiệp quá khứ, nên điều kiện cùng hoàn cảnh của chúng ta cũng là từ biểu hiện tâm thức. Tâm thức ta như thế nào thì chiêu cảm bạn bè người thân đời sống của ta như thế ấy. Khi mà tâm ta bất an đau khổ thì cái tâm lý phát ra bên ngoài hình hài, nó biểu hiện cái mặt đỏ phừng phừng, tái mét, cao có, bực bội, thì đó nhà Phật gọi là trạo cử, là không có đứng yên. Nó thể hiện qua mặt đỏ, nó thể hiện hành động của tai, nó thể hiện qua cái giật giật của cồn má, nó thể hiện qua sự nóng hừng hực ở trong 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 tất gan mình, trong trí não mình. Cho nên khi ta tâm tâm ta bất an khổ đau thì tâm lý biểu hiện ở bên ngoài. Hình hài chúng ta nếu có đó, chỉ có năm mà, đó là sự sống mà, là địa thủy hỏa phong không, nhưng mà nó còn hai cái nên nó mới hoàn thiện một con người. Một cái con người hoàn thiện đó là kiến và thức. Bây giờ các vị cứ thấy là thân này rồi có địa thủy hỏa phong không, địa ai cũng biết rồi, thân này rồi có đất nước gió lửa, rồi không khí cần chứ, không gian cần chứ. Đó, cho nên như vậy mà Đức Phật muốn nói trước mắt là chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Nếu chúng ta có cái không khí thì chúng tôi thở được, còn nếu không có không khí thì không ai thở được. Như vậy thì khi mà thần thức rời cái thân xác này, nó có hai cái loại nghiệp, đó là nghiệp được đem đi đầu thai đi, gọi là tái sanh, đó là cái gì? Đó là tức tập nghiệp. Và cái thứ hai nữa gọi là cận tử nghiệp, tức tập nghiệp và cận tử nghiệp. Tức tập nghiệp là cái nghiệp quân tập cả một đời, mấy mươi năm trong đời sống của mình, cả một đời, hoặc là tiền thân mình. Còn nhiều cái việc mà mình tích lũy đó. Thứ hai là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp lúc gần chết đó. Hai loại này nó đẩy chúng ta đi để đầu thai cho nơi này nơi nọ. Nếu mà chúng ta có phước báo, có cái an lành, có cái tệ trí thì chúng ta nương cái ánh sáng, chúng ta đầu thai vô con nhà có ăn có học, quyền quý, phước đức đầy đủ, vợ đẹp con xinh. Còn nếu chúng ta mà không có tích lũy, không có tạo những cái nghiệp lành thì nó sẽ đưa chúng ta đi đầu thai vào cái cảnh u tối, mờ mờ mịt mịt, nó ngán ngao. Cho nên tu tập không khéo thì một đời nghiệp thức không chuyển được bao nhiêu, vì nghiệp quá khứ chúng ta đã gây không phải là chuyện dễ dàng một xóa một chiều. Nếu đó là định nghiệp thì trong kiếp này chúng ta phải tu tập thật giỏi để mong chuyển được nghiệp. Hãy nhìn tính cách của ta là loại tập nghiệp cạn của kiếp này, thế mà sửa đổi và không dám làm, không dám làm những điều sai quấy nữa. Cho nên tôi thấy rõ ràng mình, con người mình nó hay có tật ích kỷ tích lũy lắm. Vì cái tích lũy đó mình nó lôi cho mình phải
phải phải phải trôi lăn, phải đi thọ thai hình hài này hình hài khác. Vậy mà tu không khéo á, thì cả đời một đời tu chúng ta không chuyển được bao nhiêu hết, vì nghiệp quá khứ chúng ta đã gây không phải chuyện dễ chuyển, nó là định nghiệp. Thì trong kiếp này chúng ta phải tu tập cho thật là tinh tấn mới mong chuyển được nghiệp. Hãy nhìn vào tính cách của loại tập nghiệp, thế mà sửa đổi là không dễ, huống chi là còn gieo cái giống phiền não, bất an, giận hờn, say mê, tham đắm, tự lực không thiết tha. Thì cả đời tôi chúng ta cũng cũng như lục bình cho bồng bềnh nổi trôi theo dòng năm tháng mà thôi. Thứ hai là ý chí ta phải vững bền. Nếu ý chí ta vững bền, niềm tin lớn và thiết tha tu hành rất mạnh, thì ông chuyển được nghiệp của mình, chuyển được hoàn cảnh sống của mình. Còn nếu có trường hợp mà nếu như mình nghĩ lại, hỏi cái chuyện gì cái đi coi tướng, hỏi chuyện gì đi coi tướng, thì những người mà đi coi tướng á, là những người đã coi như cũng sắp hết số rồi đó. Bởi vì họ làm ăn họ thua lỗ, hoặc là cái gì đó họ đi lén, họ đi tìm những con ma để họ làm bạn. Mày coi như là con ma ở đây á, không phải con ma ở trong lùm trong bụi, mà con ma cám dở, con ma vật chất, nó lôi kéo mình làm bạn với nó. Vì vậy mà cho nên á, chúng ta chớ có dựa vào nhân tướng, vật lý, âm dương, ngũ hành. Họ đoán không có chứng mực đâu, toàn là đoán thôi. Vì nhưng đối với người, những người mà tu có tâm thức thì họ khó đoán được lắm. Bởi vì họ đã chuyển được cái nghiệp của tự thân, chuyển được hoàn cảnh sống của họ, cho nên điều này rất rõ ràng đối với người tâm thức đã tu tập rất giỏi. Ngoài sự biểu hiện ra bên ngoài của tướng thì có khả năng tâm thức còn tạo được những tướng ẩn và những điều gì làm nên ẩn. Như có những vị Bồ Tát họ không có chuộng hình thức bên ngoài, họ làm xong hết nhiệm vụ là họ biến. Cũng có những vị rời rà ở mãi, cho nên nên gọi là ngã những tưởng xuống xuống trần chơi một chút nào, hay đâu ở mãi tới bây giờ. Vì vậy mà cái sự tham luyến, sự đắm đuối, sự ham hố đó, nó làm cho một con cả đời một con người cực khổ lo toan nghĩ ngợi. Vậy Phật dạy á, làm sao phải thân tâm phải cho nó trọn vẹn. Có khi thân tu mà tâm không tu. Có nhiều người bị cái bệnh là mới vào cửa đạo rất hăng hái, thậm chí những người xuất gia cũng vậy, mà những người tại gia không vậy, đến với đạo rồi mặc được cái chiếc áo tràng rồi hăng hái lắm, hiền thiện lắm, nhưng mà thời gian rồi đó bị cái danh lợi địa vị nó giật lên cao rồi đó, thì sao, thì buông trôi buông bỏ hết. Giống như hồi đó tôi có một vị thầy mà quy y cho tôi á, ngày sau năm 1975 cho tới năm mà xây dựng phát triển nông thôn, thì ông thầy này cũng có công với mấy ông chính quyền Việt Nam đương thời mới kêu ngày nghề làm việc. Ngày đang trụ trì cái chùa ngon lành vậy đó mà mấy ông chính quyền kêu ngày về làm việc. Nghe nói như vậy á, ngày từ giả bá tánh bổn đạo ngày đi làm việc. Tôi nhớ cái hình ảnh là bà ngoại tôi quỳ năn nỉ, nói thầy ơi, thầy thương tụi con đi, thầy làm việc cái tụi con vậy là cũng quá đủ rồi. Ông nói chẳng lẽ nào tụi con cứ bắt thầy cả đời ngậm thuốc lá uống nước trà hoài sao. Khi mà ông ta nói như vậy là hết hết cách, hết cách để ông ta trở về làm việc, để ông ta có nhận được một cái khẩu súng hay sao đó. Nhớ mẹ mãi vậy lâu quá rồi. Nhưng rồi thời gian ông ta thấy buồn chán, ông ta trở về, ông ta cạo đầu tự đắp y, tự mặc áo, tự hồi phục lại. Thì cái điều này nó không phải ít thầy có đâu. Tuy là quý vị quen mấy ông thầy,
còn nhỏ cà rỡn cà tửng có, ví dụ như thích nghĩ là mình chắc chắn là chưa thật sự trên 70 chưa gọi là lành, nhớ cái gì, nhớ 70 chưa gọi là lành. Và nhiều vị coi như mình thấy mình sắp như thành Phật rồi, chứ còn thật sự 70 chưa gọi là lành. Cái trường hợp thứ hai đó là mình phải làm sao mà tâm tâm tu mà thân tu á, chứ đừng có nói tâm tu mà thân không chịu tu. Thân không tu mà tâm tu thì chỉ có những vị Bồ Tát tái lai mới biểu hiện điều này. Tại vì tôi nói vậy chứ tôi tu á, tu không có đâu, tu nó phải cả thân và tâm. Các vị sống đời sống bình thường cái gì không thể nào biết được, và cái họ đang dấn thân của mình, nhưng tâm là hành thánh thiện. Bồ Tát thì cuộc đời này dỗ ngực đó, ta đây là Bồ Tát, đó là Bồ Tát dõm. Bất cứ của linh hồn nào nhập vô đó là ông bà cha mẹ gì đều là dõm hết. Vậy mà nói là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Thành ra các vị nên nhớ rằng á, Bồ Tát á, người ta giấu thân phận người ta hoặc thị hoặc phi, nhân bất thất, thuận hành, thịt nghịch hành, thiên mạt trắc. Cái chuyện thuận với nghịch trai con không biết, cái chuyện phải với quấy người là sao hay đó. Đó thì cái nội dung mà tôi xin chia sẻ tạm thời ngắn như vậy để cho các vị biết, đó là cái nội dung mà chúng ta cần để ý. Vì khí hậu nóng quá, dù là chúng tôi đang ở trong phòng lạnh mà lạnh quá mà ra ngoài thì nó nóng. Cho nên bây giờ cái mùa này các vị nghe nhiều quá, bài vở dài quá rồi, cho nên thôi một lần giảng là tôi xin ngắn lại một chút, thà tôi kéo dài ra để cho các vị nghe nó đỡ ngao ngán, chứ còn nói dài quá rồi chúng ngắn, để chúng nghe nhiều quá rồi chúng rầy ra. Đặc biệt có nhiều vị nghe nghe liên tục, bởi vì các em YouTube bây giờ nó up bài liên tục, những cái bài cũ các em nó kéo trở về up lại. Thì mong quý vị cố gắng nghe, mỗi lần tu tập, mỗi lần giảng tôi giảng giờ tập giảng ngắn ngắn vậy thôi, chứ giờ cũng hết muốn la nói nổi rồi. Nó nóng mà nóng nóng quá, mấy con chim mà nó còn không chịu nổi, con chó nó còn le lưỡi, các vị biết là nóng gì đó. Các vị coi 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 cái chuyện nóng bức, chuyện thời tiết các vị biết, mà nhất ở Mỹ mà thời tiết nóng quá khó chịu lắm. Ở Việt Nam bây giờ đang hồi hộp, đang lo âu. Và tôi giảng này cho các vị bớt có hãi hùng lo sợ là cũng được tốt. Mà tuy nhiên thì bây giờ chính phủ từng tiểu bang cho phép từng cái nghị viện, hạ nghị viện, rồi cho tới thống đốc, cho tới từng cái tiểu bang ở bên Mỹ này, bây giờ cái dịch bệnh nó thì có chỗ thì được mở ra rồi, có chỗ thì còn siết lại, coi tùm lum hết. Cho nên bây giờ là coi như là nó loạn tầm phèo hết, không phải riêng ở bất cứ một quốc gia nào. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta ở Việt Nam thôi thì mình cũng cũng bớt bớt mọi việc. Nhiều khi có tiền có của mà bây giờ không có thức ăn, không mua được thức ăn thì cũng tiền của đó cũng không làm gì. Thì các vị thấy bây giờ còn thức ăn ở nhà quê thì quá nhiều mà không thể vận chuyển được để phân phối thì cũng vô ích mà thôi. Cho nên cái nào cũng đầy dẫy những sự khó khăn trong cái cuộc sống hiện tại. Cầu nguyện cho Việt Nam sớm vượt qua cơn đại dịch thảm thương này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn tiếp tục cái bài này vào kỳ giảng sau.